Hôm nay cô sẽ nói về các cái loại virus gây viêm gan. Chúng ta gọi là các cái virus viêm gan. Thì chúng ta tập trung những cái loại virus gây viêm gan vào trong cái bài này với lý do là cái cơ quan đích mà những cái virus này tấn công là gan. Còn về mặt cấu trúc, cơ chế gây bệnh và cái xuất xứ họ hàng của những cái virus này thì nó hoàn toàn khác nhau ha. Cái sườn bài thì nó cũng giống như những cái bài khác, tức là đầu tiên mình sẽ tìm hiểu về đặc điểm vi sinh học, rồi mình giải thích cơ chế gây bệnh cũng như là đáp ứng miễn dịch của cơ thể khi mà chúng ta nhiễm virus viêm gan, và cuối cùng là mình nói các cái xét nghiệm chẩn đoán. Thì ở đây đó, đối với virus thì các em lưu ý là virus nó khác với vi khuẩn, là trong cái chẩn đoán của mình đó thì mình không có nuôi cấy, không có làm kháng sinh đồ, và cái biện pháp chẩn đoán của mình quan trọng nhất là mình tìm cái kháng nguyên của virus và kháng thể do cơ thể chúng ta hình thành để chống lại cái loại virus đó. Thì kháng nguyên thì nó có hiện diện ở các cái chất dịch của cơ thể hoặc là ở những cái vị trí nào đó tùy theo cái loại tác nhân gây bệnh, còn kháng thể đặc hiệu do cơ thể sinh ra thì nó sẽ nằm trong máu. Đấy. Rồi. Hôm nay cô sẽ nói về 6 loại virus viêm gan. Người ta đặt theo mẫu tự ABCD từ A cho tới G ha. Và trong 6 cái loại này đó thì các em lưu ý ba cái loại đầu cho cô. Đó là virus viêm gan A, viêm gan B và viêm gan C. Đây là ba cái loại virus viêm gan quan trọng nhất, và trong ba loại này thì hai cái loại đặc biệt quan trọng là virus viêm gan B và viêm gan C. Còn ba cái loại phía sau là virus viêm gan D, viêm gan E và viêm gan G thì nó ít quan trọng hơn, và thường trên lâm sàng thì mình ít gặp cũng như ít có khả năng chẩn đoán ra. Rồi, bây giờ cô nói về virus viêm gan A. Virus viêm gan A thì mình ký hiệu là HAV, người ta viết tắt là HAV. Thì virus này thuộc họ Bicornaviridae. À, các em nhớ lại cái cách mà người ta viết cái danh pháp của virus ha. Cái này ở cái bài đại cương về virus cô đã nói rồi. Virus này có dạng hình cầu, và cái kích thước á, thì các em thấy là cái đường kính của virus này khoảng 27 tới 30 nanomet thôi, cho nên đây là một trong những cái virus mà có kích thước nhỏ nhất trong số những cái virus gây bệnh cho người. Mình chỉ cần nhớ là virus viêm gan A nó có kích thước rất là nhỏ, chứ các em không cần nhớ cái con số 27 này ha. Rồi, virus này không có vỏ bọc. Bộ gen của nó chứa ARN sợi đơn, và dựa vào trình tự sắp xếp các nucleotide trên cái bộ gen thì người ta chia virus viêm gan A làm 7 kiểu gen khác nhau. Nói tóm lại, về tính chất của virus thì các em cần nhớ cái gì? Mình nhớ là virus nó có hình gì nha. Và mình đối với hình dạng thì trên 90% các cái loại virus gây bệnh cho người có dạng hình cầu. Đấy. Cho nên lỡ mình quên mình nói hình cầu thì nó cũng khá là đúng ha. Chỉ có một vài virus nó có hình dạng đặc biệt thì mình nhớ cái đặc biệt, còn lại là hình cầu. Cái cấu trúc cơ bản của tất cả những loại virus là nó phải có cái lõi axit nucleic bên trong và cái capsid bên ngoài. Còn cái vỏ bọc thì nó sẽ khác nhau tùy loại virus, cho nên mình cần phải nhớ là virus nó có vỏ bọc hay không. Và cái vỏ bọc này nó sẽ liên quan tới cái sức đề kháng của virus cũng như khả năng gây bệnh. Rồi cái đặc điểm thứ ba mình cần nhớ, cô chỉ yêu cầu các em nhớ đó là ARN hay là ADN. Còn sợi đơn hay là mạch đôi, cực dương, cực âm gì thì thật ra cái đó các em cũng không không cần thiết phải nhớ, nhưng mình phải nhớ nó là ARN hay là ADN. Còn các cái kiểu gen thì nó sẽ có liên quan tới khả năng gây bệnh. Ha, đấy, cô chỉ cái cách như vậy để các em học bài. Tại vì hôm nay mình sẽ học rất nhiều loại virus, thì mình sẽ có cái sườn bài như thế để các em dễ nhớ. Về sức đề kháng thì bởi vì virus này nó không có cái màng bọc bên ngoài, tức là cái envelope, cho nên nó tương đối bền vững với những cái tác nhân lý hóa. Và khả năng lây nhiễm của nó thì tùy vào điều kiện môi trường. Khả năng lây nhiễm nó có thể kéo dài tới 1 tháng nếu ở cái điều kiện đông khô hoặc là ở nhiệt độ phòng 25 độ C. Và nếu như mà mình để âm 20 độ thì cái khả năng lây nhiễm của nó có thể kéo dài cả năm. Virus này sẽ bị tiêu diệt khi mà gặp nhiệt độ khoảng 60 độ C trở lên và trong dung dịch clo. À, thì
Ở đây thì như vậy thì chúng ta thấy rằng là virus này không cần phải đun sôi đâu. Nhiệt độ 60 độ C trở lên là có thể tiêu diệt được. Và ở đây đó, tại sao mình nói cái chỗ là virus nó bị tiêu diệt bởi dung dịch clo? Thì các em biết là cái con virus này lát mình nói tới là nó gây bệnh theo đường tiêu hóa. Và cái dung dịch clo này là một cái dung dịch sát khuẩn người ta có thể sử dụng để khử khuẩn môi trường, đặc biệt là các em nào mà đi tắm hồ bơi đó thì mình thấy cái nước hồ bơi nó cái mùi hắc hắc, đó là cái mùi của dung dịch clo. Và cái con virus này bị tiêu diệt bởi cái dung dịch clo, cho nên là khi mình đi tắm hồ bơi, nhỡ như mình có uống cái nước hồ bơi mà trong cái nước đó có virus viêm gan thì mình không có sợ là bị nhiễm cái con virus viêm gan A từ cái hồ bơi. Tuy nhiên thì có một cái tác nhân virus cũng gây bệnh theo đường tiêu hóa là cái con rotavirus. Thì cái con này đó, các em lại nhớ rằng con rotavirus lại không bị tiêu diệt bởi dung dịch clo. Và cái con virus này là nó gây tiêu chảy cấp. Đấy. Cho nên nếu mà mình trong cái nước hồ bơi mà nó nhiễm cái con rotavirus mà mình uống phải cái nước hồ bơi thì mình có khả năng nhiễm rotavirus. Đó, ý nghĩa nó là như vậy. Bây giờ khi mà cơ thể chúng ta nhiễm cái con virus viêm gan A thì virus này nó chỉ có một cái kháng nguyên thôi, đó là kháng nguyên HAAG, và cái cơ thể chúng ta sẽ hình thành nên cái kháng thể đặc hiệu để chống lại con virus này. Kháng thể đó là anti-HAV. Thì cái kháng thể anti-HAV này nó có hai loại là IgM và IgG. Thì các em biết rồi, IgM là cái kháng thể mà nó sẽ xuất hiện sớm, xuất hiện sớm sau khi nhiễm. Còn cái kháng thể IgG thì nó sẽ xuất hiện muộn hơn. Về khả năng gây bệnh thì virus này xâm nhập vào cơ thể bằng đường tiêu hóa, tức là nó lây nhiễm bằng đường tiêu hóa nha các em. Thời gian ủ bệnh là từ 14 tới 50 ngày. Triệu chứng lâm sàng khi nhiễm virus này là gì? Nó là những cái triệu chứng của một cái biểu hiện viêm gan cấp, tức là bệnh nhân sẽ cảm thấy mệt mỏi, chán ăn, có thể sốt nhẹ, rồi vàng da, vàng mắt, nước tiểu sậm màu. Và khi mình khám lâm sàng thì mình sờ vào cái vùng hạ sườn phải thì bệnh nhân sẽ cảm giác đau tức, và có thể mình sờ thấy gan to. Nếu như là gan bệnh nhân to nhiều dưới bờ sườn thì mình sẽ sờ thấy cái gan to, và siêu âm gan thì mình sẽ phát hiện là gan to. Về xét nghiệm thì virus nó tấn công vào tế bào gan, do đó thì nó gây hoại tử tế bào gan, và mình xét nghiệm máu mình sẽ thấy men gan trong máu tăng cao. Men gan tăng nó thể hiện cái tình trạng hoại tử tế bào gan dưới tác động của virus. Các cái triệu chứng viêm gan này nó sẽ tự hồi phục sau 1 tới 2 tháng. Và đối với virus viêm gan A thì chúng ta nhớ rằng là sau cái giai đoạn cấp này thì bệnh nhân sẽ từ từ hồi phục mà nó không chuyển sang viêm gan mãn tính. Các em lưu ý cái này. Để chúng ta phân biệt với, một lát nữa mình nói tới virus viêm gan B và viêm gan C thì nó lại có cái tình trạng viêm gan mãn tính. Về mặt chẩn đoán, thì chúng ta thấy rằng là khi mà nhiễm virus viêm gan A thì virus nó nhiễm theo đường tiêu hóa, do đó nó sẽ được thải ra theo phân. Và sự hiện diện của virus ở trong phân, nó vào cái thời điểm là trước khi xuất hiện vàng da 2 tuần, và nó kéo dài sau đó là 4 tuần. Do đó là khi mà bệnh nhân có cái triệu chứng của viêm gan thì chúng ta có thể làm cái xét nghiệm là tìm virus trong phân trong cái thời gian khoảng 4 tuần. Và cái kỹ thuật để tìm virus trong phân là người ta làm cái miễn dịch phóng xạ, là nuôi cấy tế bào. Tuy nhiên thì như cô đã nói là cái nuôi cấy tế bào là chúng ta nói về mặt lý thuyết thôi, chứ trong chẩn đoán thì chúng ta không có sử dụng cái xét nghiệm này để chẩn đoán, mà nó dùng nghiên cứu thì phổ biến hơn. Xét nghiệm thứ hai là PCR. Xét nghiệm PCR là để nhằm tìm cái axit nucleic đặc hiệu của cái loại virus đó. Thì virus này nó hiện diện thứ nhất là trong phân, và cái thứ hai là trong máu. Do đó cái bệnh phẩm để làm xét nghiệm PCR chẩn đoán virus viêm gan A là chúng ta có thể lấy phân hoặc là lấy máu. Cái con virus này đó nó tấn công vào tế bào gan nhưng mà nó lại hiện diện trong máu.
Cho nên về mặt lý thuyết thì mình thấy là virus nó hiện diện ở đâu thì mình lấy bệnh phẩm ở đó. Thì ở đây thì nếu như về mặt lý thuyết như thế thì mình phải sinh thiết tế bào gan để mình tìm virus, nhưng mà thật sự không cần thiết, là bởi vì tất cả những cái loại virus viêm gan mà hôm nay cô nói tới đó thì nó có một cái đặc điểm chung là cái tế bào đích của nó là tế bào gan, tức là khi nó nhiễm vào trong máu thì nó sẽ đi đến tế bào gan để nó tăng sinh bên trong tế bào gan. Nhưng mà khi virus nó tăng sinh bên trong tế bào gan thì sẽ có một số virus nó được phóng thích ra trong máu, trong khi một số khác thì nó lại tiếp tục xâm nhiễm vào những cái tế bào gan mới. Cho nên là mặc dù virus tấn công vào tế bào gan nhưng mà virus vẫn có hiện diện trong máu, cho nên là thay vì mình phải sinh thiết tế bào gan để mình tìm virus thì ở đây chúng ta làm cái cách nó đơn giản hơn là mình chỉ cần lấy máu để tìm virus nha. Các em nghe rõ không các em? Cô nói các em nghe rõ không? Dạ Rõ rõ không? rồi. Nghe rõ ha, theo kịp ha. Rồi cô nói tiếp. Khi mà nhiễm virus viêm gan A thì trong cơ thể chúng ta sẽ hình thành cái kháng thể anti-HAV, cho nên là có một cái kỹ thuật chẩn đoán nữa, đó là tìm kháng thể anti-HAV ở trong máu bệnh nhân. Và như vậy thì cái xét nghiệm mà tìm kháng thể trong máu thì thông thường đó mình gọi là xét nghiệm nhanh đó mấy em. Ví dụ như bây giờ trong cái dịch COVID này nè, thì tất cả những cái xét nghiệm mà người ta làm ở sân bay hay là ở các cái trại cách ly mà để mà tầm soát đó, là người ta tìm kháng thể chống lại SARS-CoV-2 trong máu bệnh nhân đó. Đó. Tuy nhiên đó, thì khi mà mình tìm cái kháng thể đặc hiệu trong máu thì các em lại lưu ý. Một cái người nhiễm virus thì khi mình tìm kháng thể ở trong máu á, thì nó có hai vấn đề. Khi mà cái xét nghiệm đó âm tính thì nó có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là người này không có nhiễm cho nên không có kháng thể. Nhưng mà nó lại còn có một cái khả năng thứ hai là người này nhiễm nhưng cơ thể chưa kịp hình thành kháng thể, hoặc là cơ thể mới bắt đầu hình thành kháng thể và cái lượng kháng thể trong máu chưa đủ làm cho cái xét nghiệm đó dương tính. Đấy, các em lưu ý. Và nó còn có một cái tỷ lệ nhỏ những cái người trong cộng đồng là nhiễm virus nhưng mà cái thời gian hình thành kháng thể, cái đáp ứng miễn dịch của cơ thể đó nó chậm, cho nên là một cái thời gian rất dài từ lúc nhiễm cho tới lúc hình thành kháng thể, cái thời gian đó nó dài. Và nếu mình xét nghiệm mà ngay vào cái thời điểm đó thì rõ ràng là sẽ xét nghiệm âm tính nhưng mà cái người đó lại bị nhiễm. Cho nên khi mình làm cái xét nghiệm tìm kháng thể trong máu, nếu nó dương tính thì rất có giá trị chẩn đoán ha, mình biết là cái người này đã hoặc đang nhiễm. Nhưng mà nếu nó âm tính thì mình không có chắc chắn được 100% là người này không nhiễm. Đấy, các em lưu ý cái đó ha. Rồi, về mặt phòng bệnh và điều trị thì mình biết cái đường lây rồi, thì cái biện pháp phòng bệnh của mình trước nhất là phòng bệnh không đặc hiệu là mình sẽ dựa vào cái đường lây của nó. Virus này lây theo đường tiêu hóa, cho nên biện pháp phòng bệnh đầu tiên là mình phải thực hiện những cái biện pháp vệ sinh ăn uống. Rồi, trong trường hợp những cái người mà bị viêm gan cấp mà cái triệu chứng nó nặng thì để hạn chế cái sự tấn công của virus vào tế bào gan thì người ta sẽ dùng cái kháng thể anti-HAV để mà tiêu diệt virus. Còn về phòng bệnh đặc hiệu thì may mắn là virus viêm gan A chúng ta đã có vaccine phòng bệnh. Về mặt điều trị thì virus viêm gan A là chúng ta chưa có thuốc điều trị. Cho nên trong cái thời gian bệnh nhân bị viêm gan cấp thì cái biện pháp điều trị của chúng ta là gì? Là những cái biện pháp mà để giảm tải cho cái lá gan, đó là cho bệnh nhân nghỉ ngơi nè, chế độ ăn uống hợp lý, thường đó là cái chế độ ăn uống nó sẽ giảm chất đạm, giảm chất béo và chủ yếu là cung cấp đường. Đường là cái chất mà nó cung cấp năng lượng cho cơ thể và nó giảm tải cho cái tế bào gan. Ngoài ra thì dùng những cái thuốc trợ lực vân vân để cho làm sao mình nâng cao cái thể trạng của bệnh nhân để bệnh nhân vượt qua cái giai đoạn cấp tính của bệnh. Chứ còn thì chúng ta chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, tức là cái thuốc mà để có thể tiêu diệt cái con virus này. Đó là virus viêm gan A. Tóm lại, đối với virus viêm gan A thì các em cần nhớ cái gì? Virus viêm gan A thì mình nhớ thứ nhất, nó là một cái loại virus không có màng bọc, do đó sức đề kháng của nó là tốt. Cái thứ hai là cái virus này có cái lõi là ARN, nó có hình cầu.
Virus này lây nhiễm vào cơ thể bằng đường tiêu hóa và nó gây nên viêm gan cấp chứ không có diễn tiến viêm gan mạn. Và để chẩn đoán virus thì một là mình tìm kháng nguy của virus ở trong máu và trong phân. Cái thứ hai là mình có thể tìm kháng thể của virus ở trong máu, và kháng thể thì nó chỉ có một loại một thôi, đó là anti-HAV. Virus này thì mình đã có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Đó, nhớ virus viêm gan A là như thế, những cái điểm chính. Bây giờ mình qua cái virus viêm gan B, viết tắt là HBV. Thì virus này nó lại thuộc một cái họ khác, khác với con virus viêm gan A, đó là nó thuộc họ Hepatitis B. Virus này nó có dạng hình cầu và về kích thước thì nó to gần gần gấp đôi cái con virus viêm gan A. Cái gen của nó đó, bộ gen nó là lại là cái mạch đôi ADN vòng không khép kín. Hồi nãy virus viêm gan A là ARN, còn virus viêm gan B thì cái axit nucleic của nó lại là ADN. Virus này không có màng bọc. Đối với virus viêm gan B thì nó có một cái đặc điểm mà các em cần lưu ý, cái này nó sẽ liên quan tới cái chuyện mình làm các cái xét nghiệm chẩn đoán về sau. Đó là ở cái người nhiễm virus viêm gan B thì trong máu của cái người nhiễm virus viêm gan B đó nó sẽ tồn tại hai cái dạng của virus. Cái dạng thứ nhất là cái con virus hoàn chỉnh. Cái này thì virus nào cũng vậy. Các cái loại virus viêm gan thì khi nhiễm virus thì như nãy cô đã nói là virus nó ở trong tế bào gan, và cái thứ hai là nó luôn luôn hiện diện trong máu, thì cái điều này là giống với các loại virus khác. Và cái con virus viêm gan B hoàn chỉnh đó, người ta còn có cái, nó có cái tên nữa là hạt đen, hay là gọi là virus đen. Thì trong máu thì chúng ta thấy là ở đây là cái hình mà mình chụp với kính hiển vi điện tử, thì đó là những cái tiểu thể hình cầu, đây là những cái con virus hoàn chỉnh. Tuy nhiên thì ở virus viêm gan B nó còn có một cái đặc điểm riêng của nó, đó là ngoài cái con virus hoàn chỉnh thì ở trong máu khi người ta soi kính hiển vi điện tử, người ta thấy nó còn có những cái tiểu thể hình cầu hoặc là hình sợi. Đây là không phải là những cái con virus hoàn chỉnh mà nó chỉ là cái kháng nguyên, một cái kháng nguyên của virus, đó là kháng nguyên HBsAg. Tại sao kháng nguyên này nó lại hiện diện ở trong máu? Là bởi vì khi mà cái con virus HBV này nó tăng sinh thì nó sẽ tổng hợp dư rất là nhiều cái kháng nguyên HBsAg, và kháng nguyên này cùng với con virus hoàn chỉnh nó được phóng thích ra trong máu. Thì nói tới đây thì các em nhớ lại là khi cô giảng cái bài đại cương virus, cô có nói về cái cách tăng sinh của virus nó tương tự như cái nhà máy sản xuất xe ô tô. Và khi mà sản xuất xe ô tô thì nếu mà sản xuất dư cái bánh xe, đúng không? Thì rõ ràng là mình có những cái chiếc ô tô hoàn chỉnh rồi mình lại có những cái bánh xe. Thế thì ở đây đối với cái con virus viêm gan B, sau khi lắp ráp lại thành hạt virus hoàn chỉnh thì nó có những cái con virus hoàn chỉnh được phóng thích ra trong máu, đồng thời có cái kháng nguyên HBsAg nó tổng hợp dư thì cũng được phóng thích ra trong máu nha. Thì ở đây các em thấy là đây là cái sơ đồ cấu trúc của cái con virus hoàn chỉnh, còn đây là những cái tiểu thể hình sợi hoặc là hình cầu, do nó là những cái kháng nguyên HBsAg ở trong máu. Về cấu trúc bộ gen của virus thì đối với virus viêm gan B ra cái bộ gen nó có những cái vùng gen chính như thế này. Cái thứ nhất là cái gen S và tiền S. Ở đây cái sơ đồ cấu trúc bộ gen đó hồi nãy mình nói rồi, nó là một cái mạch đôi ADN vòng không khép kín. Thế thì bây giờ cái gen S này nó là cái gen màu xanh bên phải đây các em ha. Đó. Thì ở đây nó có những cái vùng riêng, nhưng mà cô không cần cô không yêu cầu các em phải nhớ quá chi tiết. Ở đây chúng ta biết rằng cái gen S này nó có liên quan tới việc tổng hợp những cái protein vỏ của virus. Cái thứ hai là gen C. Gen C là cái gen bên trái màu tím này đây. Đấy. Thì cái gen C này nó liên quan tới cái việc tổng hợp hai cái kháng nguyên, đó là kháng nguyên HBCAG và kháng nguyên HBeAg của con virus. Cái gen thứ ba là cái gen có cái màu vàng nằm bên trong này đây. Đấy. Cái gen rất là dài, một cái vòng gần hết cái vòng tròn này đây. Đấy. Thì cái gen này mình gọi là gen B. Thì cái gen này nó chịu trách nhiệm tổng hợp nên một cái enzyme rất quan trọng của virus, đó là ADN polymerase. Và
Trên cái gen này nó chứa nhiều cái đột biến kháng thuốc, kháng lại các cái thuốc điều trị viêm gan B hiện nay. Cho nên khi tìm những cái đột biến kháng thuốc thì người ta sẽ giải trình tự cái đoạn gen B này để tìm đột biến kháng thuốc. Cái gen thứ tư là gen X, là cái gen màu cam bên trái này đây. Gen X này thì nó có tác dụng tổng hợp nên những cái protein có cái đặc tính hoạt hóa chéo của virus. Và dựa vào trình tự sắp xếp của các cái axit nucleic trên bộ gen thì cho tới ngày nay người ta đã chia virus viêm gan B ra thành 10 kiểu gen khác nhau. 10 kiểu gen này nó có đặc điểm phân bố theo cái vùng địa lý khác nhau trên thế giới. Thì cái vùng châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, hai cái kiểu gen của virus viêm gan B phổ biến là gen B và gen C. 95% người Việt Nam khi nhiễm virus viêm gan B thì nó sẽ thuộc là cái kiểu gen B hoặc là C, còn những cái kiểu gen khác thì ít, rất ít gặp ở Việt Nam. Bây giờ chúng ta nói về kháng nguyên của virus thì chỗ này các em đặc biệt chú ý nha. Cái kháng nguyên của virus viêm gan B nó phức tạp, nó nhiều kháng nguyên, và những cái kháng nguyên này nó lại liên quan tới cái việc là mình sẽ biện luận cái kết quả xét nghiệm huyết thanh học. Hồi nãy đối với virus viêm gan A đó thì nó có duy nhất một cái kháng nguyên thôi, HAAG, rất là đơn giản, và nó kháng nguyên đó nó sẽ kích thích cơ thể tạo ra kháng thể anti-HAV. Nhưng mà bây giờ virus viêm gan B thì nó phức tạp hơn ha. Cái kháng nguyên thứ nhất là kháng nguyên HBsAg. Đây là cái kháng nguyên bề mặt, mình gọi là kháng nguyên bề mặt, chữ S là chữ surface. Và khi nhiễm cái con vi khi mà chúng ta nhiễm cái con virus viêm gan B và trong trong máu chúng ta có cái kháng nguyên HBsAg thì cơ thể chúng ta sẽ hình thành cái kháng thể tương ứng, đó là anti-HBs. Rồi, chỗ này thì các em cái cách viết là mình nhớ nè ha. Cái kháng nguyên thì nó có chữ AG ở phía sau. Cái chữ HBS là không thay đổi, và mình nhớ cái cách viết là chữ H với chữ B là chữ in hoa, còn chữ S là viết thường nha. Rồi, bây giờ nếu kháng nguyên thì phía sau nó là chữ AG, là chữ viết tắt của antigen. Nhưng mà khi mà nó biến thành kháng thể thì mình thêm cái chữ anti phía trước và mình phải chọn bỏ cái chữ AG ở phía sau. Đó, cái là cách viết nha các em. Rồi, cái kháng nguyên thứ hai là HBCAG. Cái kháng nguyên này đó mình gọi là kháng nguyên lõi, cái chữ C là chữ co. Và kháng nguyên này nó sẽ kích thích cơ thể tạo nên cái kháng thể tương ứng, đó là anti-HBC. Cái kháng nguyên HBCAG này nó có đặc điểm là nó không được phóng thích ra trong máu. Nó chỉ nằm ở trong tế bào gan, trong nhân tế bào gan. Do đó, khi mà một người nhiễm cái con virus viêm gan B thì chúng ta xét nghiệm máu chúng ta không tìm thấy được kháng nguyên HBCAG ở trong máu, nhưng chúng ta sẽ tìm được cái kháng thể anti-HBC. Chỗ này các em rõ ha. Kháng nguyên này không không hiện diện trong máu, nhưng mà nó có hiện diện, kháng thể thì lại có hiện diện ở trong máu. Rồi. Bây giờ cái kháng nguyên thứ ba là HBeAg. Đây là cái kháng nguyên mà nó thể hiện cái khả năng tăng sinh của virus. Khi mà con virus nó tăng sinh mạnh thì cái kháng nguyên này nó được sản xuất ra rất là nhiều. Và tương ứng với cái kháng nguyên này thì mình có cái kháng thể là anti-HBe. Rồi, như vậy tóm lại, trong máu của một cái người nhiễm HBV thì chúng ta sẽ có hai loại kháng nguyên là HBsAg và HBeAg, ngoại trừ HBCAg là không hiện diện trong máu, cùng với ba cái loại kháng thể tương ứng với ba loại kháng nguyên này. Rồi. Bây giờ thì cô muốn nói về cái trình tự của sự xuất hiện những cái kháng nguyên và kháng thể này. Thì các em nhìn lên cái sơ đồ. Đầu tiên, khi mà chúng ta nhiễm virus viêm gan B thì cái kháng nguyên đầu tiên xuất hiện trong máu là HBsAg, các em nhìn cái đường màu xanh ở đây nè. Kháng nguyên này sẽ xuất hiện trước tiên. Rồi, cái kháng nguyên thứ hai xuất hiện đó là HBeAg, và theo cái sơ đồ này thì các em thấy là cái HBsAg đó, một là nó xuất hiện sớm, và cái thứ hai là cái nồng độ của nó trong máu cao hơn cái HBeAg rất là nhiều. Đó. Rồi, tiếp theo cái HBeAg thì
cái kháng thể anti-HBC nó xuất hiện. Nào, cái đường màu vàng là kháng thể anti-HBC. Rồi, tiếp theo nữa là sẽ là anti-HBe. Và cái anti-HBs thì các em thấy anti-HBs này mặc dù cái kháng nguyên HBsAg là nó xuất hiện đầu tiên, nhưng cái kháng thể anti-HBs nó lại là cái kháng thể xuất hiện sau cùng. Đấy. Và trên cái sơ đồ này thì các em chú ý chỗ này cho cô. Tức là khi mà cái HBsAg này nó xuất hiện và nó biến mất, thì một thời gian sau cái kháng thể này nó anti-HBs nó mới xuất hiện. Và các em nhìn cái chỗ cái mũi tên màu đỏ cô chỉ ở đây, nó sẽ có một cái khoảng thời gian mà nếu mình xét nghiệm máu của bệnh nhân trong cái thời gian này thì rõ ràng là mình xét nghiệm HBsAg nó cũng âm tính, anti-HBs nó cũng âm tính. Nhưng mà tại cái thời điểm này thì trong máu bệnh nhân có cái gì? Có anti-HBC và anti-HBe. Đúng không nào? Đấy. Thế thì cái chỗ một cái người mà nhiễm virus viêm gan B mà khi cái kháng nguyên HBsAg mình xét nghiệm trong máu nó âm tính và anti-HBs nó cũng âm tính, thì nó có một khả năng là người này bị nhiễm, nhưng mình xét nghiệm hai cái này nó âm tính, cho nên mình gọi đây là cửa sổ miễn dịch hay là khoảng trống miễn dịch. Thì để chắc chắn cái người này không bị nhiễm thì mình phải thử một trong hai cái kháng thể đó là anti-HBe và anti-HBc. Hai cái này về mặt lý thuyết là cái nào cũng được. Tại vì trong cái khoảng này nếu mà thật sự bị nhiễm thì hai cái kháng thể này nó đều dương tính trong cái giai đoạn cửa sổ này. Nhưng mà trong thực tế thì người ta không có xét nghiệm anti-HBe là bởi vì cái kháng thể này cái nồng độ trong máu nó thấp lắm. À, mình xét nghiệm cái anti-HBc nó dễ hơn. Cho nên trong cái giai đoạn cửa sổ này thì mình sẽ xét nghiệm anti-HBc. Nếu như anti-HBc dương tính thì cái người này bị nhiễm và đang ở trong giai đoạn cửa sổ. Còn nếu mình xét nghiệm HBsAg âm tính, anti-HBs âm tính mà anti-HBc cũng âm tính nữa thì mình yên tâm là người này không bị nhiễm. À, cái sơ đồ này rất quan trọng nha các em. Rồi, bây giờ để mình minh họa cho những cái yếu tố này ở trong máu, những cái kháng nguyên và kháng thể này đó người ta gọi chung bằng cái từ là mặt cơ chẩn đoán virus viêm gan B. Thế thì mình sẽ thử mình làm một số các cái bài tập nhỏ ha các em ha. À, các em cùng với cô làm một số những cái bài tập nhỏ, tức là những cái tình huống. Và thực sự thì trên thực tế đó, sau này khi các em cho bệnh nhân đi xét nghiệm nha, ba cái xét nghiệm mà mình thường làm trên lâm sàng để chẩn đoán, thứ nhất là HBsAg, thứ hai là anti-HBs và thứ ba là anti-HBc. Thế thì bây giờ khi người ta đi làm xét nghiệm về rồi thì mình đọc cái kết quả xét nghiệm đó, mình phải kết luận người ta đang ở cái tình trạng nào ha. Thì mình sẽ thứ nhất là bây giờ mình cho bệnh nhân đi xét nghiệm mà có kết quả xét nghiệm là HBsAg dương tính thì mình kết luận cái gì các em? Kết luận cái gì? Khi mà xét nghiệm mà HBsAg dương tính thì mình kết luận cái gì các em? Em có nghe được không? Đúng rồi, nhiễm virus viêm gan B. Đúng rồi. Khi mà bất kỳ một cái người nào đó để xác định có nhiễm virus viêm gan B hay không thì là mình sẽ xét nghiệm HBsAg và nếu nó dương tính thì kết luận là người này nhiễm, không nói năng gì hết. Kết luận ngay là người này bị nhiễm. Và ở đây thì trên lâm sàng đó, cái con virus này nó có gây tình trạng viêm gan mạn tính, cho nên là khi mà HBsAg dương tính thì người ta lại làm thêm một cái động tác là người ta phải theo dõi. Và nếu như cái kháng nguyên này mà nó tồn tại trong máu của cái người đó kéo dài trên 6 tháng thì mình gọi là người đó bị nhiễm virus viêm gan B mạn tính, hay mình còn gọi là viêm gan B mạn tính. À, các em chú ý. Cho nên là khi chẩn đoán xét nghiệm máu của bất kỳ một người nào đó mà kháng nguyên HBsAg dương tính thì mình kết luận là người đó bị nhiễm. Và khi mà đã kết luận bị nhiễm thì sau đó mình cần phải theo dõi coi cái tình trạng phát triển của virus như thế nào, tình trạng tổn thương gan như thế nào, và
Mình sẽ đưa ra cái hướng điều trị nếu như có chỉ định điều trị. Thì cái phần điều trị đó thì các em sẽ được học ở cái học phần bệnh học nhiễm năm thứ năm. Ở đây thì cô chỉ nói những vấn đề liên quan tới virus. Còn cái chỉ thế nào, khi nào thì cần điều trị thì người ta có những cái phác đồ, mình chỉ cần dựa vào đó để mình làm theo cái phác đồ. Rồi bây giờ mình qua cái tình huống thứ hai á các em ha. Hồi nãy có bạn nào comment với cô á, là nghe không có rõ. Giờ bạn đó nghe rõ chưa? Nghe rõ không các em? Dạ rõ cô ơi. Rồi. Rồi chúng ta tiếp tục nha các em. Bây giờ tình huống thứ hai nè, là mình xét nghiệm HBsAg dương tính. Cái mình xét nghiệm thêm kháng thể nữa, anti-HBs âm tính. Mình xét nghiệm HBsAg dương tính là mình biết cái người này nhiễm rồi. Nhưng bây giờ mình thử cái kháng thể anti-HBs thì nó lại âm tính, thì mình kết luận điều gì? À, mình kết luận là cái người này nhiễm virus viêm gan B nhưng mà chưa có kháng thể. Vậy thôi. Ha, tại vì nhiễm thì như nãy cô nói đó, nhiễm thì có thể là có kháng thể mà cũng có chưa có kháng thể. Rồi. Và như vậy thì đã là nhiễm thì phải luôn luôn theo dõi. Đó là cái nguyên tắc chung. Bây giờ mình qua cái tình huống khác nè. Bây giờ mình thử HBsAg âm tính. Mình thử một cái người hồi nãy cô nói á, là nếu mình thử HBsAg mà dương tính thì là cái người đó bị nhiễm. Nhưng mà bây giờ mình thử HBsAg mà âm tính thì thường người ta sẽ làm thêm cái kháng thể anti-HBs. Nếu cái kháng thể anti-HBs này dương tính thì cái chỗ này mình kết luận sao các em? Kháng nguyên thì không có nhưng mà có kháng thể thì có nghĩa là sao các em? Không bị nhiễm mà đã dùng vaccine, đúng không? Không bị nhiễm thì làm sao có kháng thể được? Cho nên là cái tình huống này đó, nếu mà có kháng nguyên, hồi nãy mình nói rồi, HBsAg dương tính thì nhiễm HBV trước đó. Đúng rồi. Thì như thế này, tức là HBsAg mà dương tính thì kết luận là nhiễm. Và cái tình huống thứ hai nữa là bây giờ mình không làm HBsAg đi, nhưng mà mình làm anti-HBs. Thì cái anti-HBs là cái kháng thể cái gì, thì khi nó dương tính thì nó cho biết là mình đã có tiếp xúc với virus. Thì bây giờ cái tiếp xúc với virus này có thể là nhiễm, có thể là tiêm vaccine. Rồi. Thế thì trong trường hợp này, kháng nguyên thì không có mà lại có kháng thể. Thì mình sẽ kết luận là đã có miễn dịch với virus này. Nhưng mà miễn dịch này là do tự nhiễm hay do nhiễm tự nhiên hay là do tiêm ngừa thì mình chưa biết. Đúng không? Được chưa các em? Tức là trường hợp kháng nguyên âm tính mà kháng thể dương tính thì mình biết là đã có miễn dịch. Mà đã có miễn dịch thì nó có hai tình huống, một là do nhiễm tự nhiên rồi sau đó mình có miễn dịch,
Và cái thứ hai là tôi chưa nhiễm nhưng tôi chủ động tôi tiêm vaccine. À, cái này ở cái bài đại cương về vaccine mình học rồi, đúng không? Rồi. Bây giờ tình huống thứ ba nè. Bây giờ kháng nguyên thì âm tính. Kháng nguyên HBsAg âm tính. Kháng thể anti-HBs thì dương tính, là giống như hồi nãy. Bây giờ cô không biết là nhiễm tự nhiên hay là do tiêm vaccine. Bây giờ cô làm thêm một cái xét nghiệm nữa là anti-HBC thì là nó âm tính. Như vậy trong trường hợp này mình kết luận cái gì các em? Do tiêm vaccine. Minh Trí, Khánh Như là trả lời là do tiêm vaccine. Có ai có ý kiến khác không các em? Có bạn nào có ý kiến khác không? À, thì trong trường hợp mà cái kháng thể anti-HBs thì dương tính nhưng kháng thể anti-HBC nó lại âm tính thì mình kết luận là người này có miễn dịch với virus viêm gan B và miễn dịch này là do tiêm ngừa. À, lý do là khi chúng ta tiêm ngừa đó thì cái vaccine tiêm ngừa vaccine viêm gan B đó nó không chứa cái kháng nguyên HBCAG, nó không chứa cái kháng nguyên lõi. À, và vì cái kháng nguyên cái vaccine mình đưa vào nó không có cái kháng nguyên lõi HBCAG cho nên trong cơ thể chúng ta sẽ không hình thành được cái anti HBC đó. Đó là cái lý do để mình phân biệt ha. Còn trường hợp thứ hai, nếu như mình xét nghiệm mà anti HBC dương tính thì sao? Thì cô mới vừa nói rồi, anti HBC mà dương tính thì sao các em? Tình huống này có miễn dịch là do gì các em? À, là do nhiễm tự nhiên, đúng rồi, bạn Ái Mỹ trả lời là do nhiễm tự nhiên. À, như vậy thì khi mà chúng ta xét nghiệm mà kháng nguyên mà âm tính mà kháng thể dương tính thì mình sẽ làm thêm một cái nữa là anti HBC tùy theo cái kháng thể này âm tính hay dương tính mà mình kết luận là cái người này có miễn dịch là do tiêm ngừa hay là do nhiễm tự nhiên. Và nếu mà cái người này mà có miễn dịch mà do nhiễm tự nhiên thì chúng ta sẽ cần tiếp tục theo dõi. Còn cái người này mà có miễn dịch mà do tiêm ngừa thì coi như cái điều đó là tốt rồi, đạt tiêu tiêm ngừa của chúng ta. Rồi, mình qua cái tình huống tiếp theo. Đây là những cái tình huống mà trên lâm sàng sau này các em sẽ gặp. À, mình cho đi làm xét nghiệm. Mình thấy trong chẩn đoán viêm gan B cần làm những xét nghiệm này nhưng mà khi người ta đem cái kết quả xét nghiệm về, nếu mình không nắm cái điều này thì mình sẽ không kết luận được thế là bệnh nhân này đang ở trong tình trạng nào. Bây giờ mình sẽ có cái tình huống là HBsAg là âm tính, anti-HBs cũng âm tính. Ồ, sao mà xét nghiệm hai cái anh này âm tính hết thì có vẻ như người này không có bị nhiễm. Nhưng mà có chắc ăn không mấy em? Mình xét nghiệm anti-HBC thì lại dương tính. Thế thì tình huống này mình kết luận bệnh nhân ở tình trạng nào các em? Giai đoạn cửa sổ, đúng rồi. À, đang ở giai đoạn cửa sổ. À. À, ngay ngay cái chỗ này đây. À. Thành ra là khi khi mà mình xét nghiệm á, các em chú ý cái này, khi mà mình xét nghiệm hai cái thằng HBsAg đều âm tính hết thì để chắc ăn thì mình xét nghiệm thêm cái thằng anti-HBC. À. Rồi. Bây giờ trong cái trường hợp mà ba cái này đều âm tính hết thì mình kết luận điều gì các em? Ba cái mặt cơ này đều âm tính hết thì bệnh nhân này ở trong tình trạng nào các em? Không nhiễm HBV. À, không nhiễm. Đó. Cái này là chắc chắn là không nhiễm luôn. Thế thì bây giờ bệnh nhân không nhiễm thì mình làm gì? Mình kết luận bệnh nhân không nhiễm thì mình làm gì các em? Đúng rồi. Luôn luôn một cái điều mình phải khuyến cáo bệnh nhân là đi tiêm ngừa vaccine. À, phải đi tiêm ngừa vaccine. Rồi, các em trả lời rất là đúng. Đây là những tình huống rất là thực tế mà mình sẽ áp dụng từ cái bài học mình vào trong thực tế. Và như vậy thì ngược lại là ở cái chỗ tiêm ngừa đó, khi các em đi tiêm ngừa viêm gan B, ví dụ như sau khi học cái bài này rồi nè, các em sẽ đi xét nghiệm, thì khi mà các em đi đi ra ngoài chỗ tiêm ngừa đó, các em yêu cầu là tôi muốn tiêm ngừa viêm gan B thì không bao giờ người ta tiêm liền đâu, người ta phải cho các em làm xét nghiệm. Thì thông thường người ta sẽ cho làm hai cái anh này trước, HBsAg
và anti-HBs đó. Rồi, và nếu như hai cái anh này âm tính thì người ta cho làm tiếp cái anh thứ ba, và nếu cái anh thứ ba này âm tính nữa thì lúc đó người ta mới cho tiêm ngừa. Còn nếu mà có một trong ba cái này mà dương tính thì không có tiêm ngừa đó nha, các em lưu ý cái đó. Rồi, đó là một số những cái tình huống mà liên quan tới cái mặt cơ. Như vậy thì cô nhắc lại, đối với virus viêm gan B nó có ba loại kháng nguyên và ba kháng thể tương ứng. Trong ba loại kháng nguyên đó thì nó chỉ có hai loại kháng nguyên lưu hành trong máu, tức là mình xét nghiệm mình có thể phát hiện được, và trình tự xuất hiện của các cái kháng nguyên cũng như kháng thể trong máu nó khác nhau. Do đó cái sơ đồ mà các em đang nhìn thấy trên màn hình, cái sơ đồ này các em phải hiểu và tự các em phải vẽ lại được cái sơ đồ này. Mình vẽ là sao? Cái nào thứ nhất là mình lưu ý về trình tự xuất hiện, nào trước cái nào sau đó, và cái nồng độ của cái kháng nguyên kháng thể đó, cái độ cao thấp của các cái biểu đồ này khác nhau, thì các em có thể tự vẽ ra được cái biểu đồ này thì chứng tỏ là các em đã hiểu được cái phần mà cô đang giảng đây. Bạn Bá Khuyến đó có nói với cô là không có thấy slide đó, bạn đó có vô được chưa vậy em? Bá Khuyến ơi, Bạn ao ra rồi cô ơi. vô được rồi hả em? Bạn Bá Khuyến ơi, Hồ Bá Khuyến, IN. Rồi, rồi cô giảng tiếp nha. Rồi, bây giờ về sức đề kháng của virus thì virus này nó bị tiêu diệt 100 độ C trở lên ha, phải đun sôi, và với cái ánh nắng mặt trời có tia cực tím, và vì là nó không có màng bọc cho nên nó sẽ đề kháng với ete và cồn. Chúng ta lưu ý về khả năng gây bệnh thì virus này nó lây khác với virus viêm gan A, các em chú ý. Virus này nó lây theo đường máu, đường tình dục và mẹ sang con, giống hệt như là HIV, các em nhớ như thế. Và cái đặc điểm của nó là gì? Là virus tăng sinh bên trong tế bào gan và lưu hành trong máu như hồi nãy cô đã nói. Thời gian ủ bệnh là từ 50 cho tới 180 ngày. Có thể như vậy là có thể là ủ bệnh tới 6 tháng lận. Và thường thì mình gặp những cái bệnh nhân sẽ có thời gian ủ bệnh trung bình là từ 2 tháng cho tới 3 tháng. Bây giờ đây là một cái sơ đồ này nó không có trong giáo trình ha. Cô muốn giải thích thêm về cái diễn tiến bệnh, tại vì thật ra thì cái này là các em sẽ học ở cái phần bệnh học nhiễm sau này, cho nên cô không có đưa nó vào trong giáo trình, nhưng ở đây cô muốn nói ở trên cái bài giảng để các em nắm. Thì đối với virus viêm gan B đó, cái việc mà nhiễm từ trong bụng mẹ và nhiễm khi đã trưởng thành thì cái tiên lượng nó sẽ khác nhau. Và tiên lượng khác nhau đó là gì? Là nếu mà em bé nó bị nhiễm virus viêm gan B này ở trong bụng mẹ thì cái nguy hiểm nó sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều so với là khi mình lớn lên rồi mình mới bị nhiễm. Thì các em nhìn lên cái sơ đồ này ha. Nếu mà em bé này nó bị nhiễm ở trong bụng mẹ, tức là bà mẹ bị viêm gan B rồi có thai, và cái con virus này nó nhiễm từ máu mẹ sang máu con, thì chỉ có 10% những cái đứa trẻ sinh ra này bị nhiễm virus viêm gan B sẽ hồi phục hoàn toàn, và có tới 90% là chuyển thành viêm gan mãn tính. Và khi mà nó chuyển thành viêm gan mãn tính thì những cái đứa trẻ này khi lớn lên nó sẽ có 20% trong số này sẽ có biến chứng xơ gan và ung thư gan. Trong khi nếu một cái người trưởng thành, một cái người lớn mà nhiễm virus viêm gan B thì có tới 90% là hồi phục hoàn toàn, và chỉ có 10% là chuyển thành viêm gan mãn tính. Thế thì cái sự khác biệt giữa cái tỷ lệ hồi phục hoàn toàn ở trẻ sơ sinh và ở người lớn nó khác nhau rất nhiều, giữa 10% với 90%. Cái điều này là do cái hệ miễn dịch, đáp ứng miễn dịch. Thì chúng ta biết rằng là ở cái người lớn thì đáp ứng miễn dịch nó tốt hơn, cho nên là khi nhiễm thì có tới 90% những cái cá nhân này sẽ tự hồi phục, mà chỉ có 10% là chuyển sang giai đoạn mãn tính. Và khi đã chuyển sang giai đoạn mãn tính
thì cái tỷ lệ biến chứng xơ gan và ung thư gan là giống nhau, trong số dù là con nít hay người lớn gì cũng là 20%. Như vậy thì chúng ta nói rằng là nhiễm virus viêm gan B ở trẻ sơ sinh nó nguy hiểm hơn ở người lớn bởi hai cái điểm. Điểm thứ nhất là tỷ lệ hồi phục ở trẻ sơ sinh nó thấp hơn ở người lớn, và cái điểm thứ hai thì chúng ta thấy rằng là có 20% tỷ lệ nhiễm viêm gan B biến chứng thành xơ gan và ung thư gan. Nhưng ở đây nó khác ở trẻ em và người lớn ở chỗ 20% này là 20% này ở trẻ em là 20% của 90%, còn ở người lớn là 20% của 10%, rất là khác nhau nha. Như vậy thì ở đây là cô muốn giải thích thêm để khi các em nghe người ta nói rằng nhiễm virus viêm gan B ở trẻ em nó nguy hiểm ở người lớn, chính là như thế. Và ở đây qua cái nhiễm viêm gan B ở trẻ em thì một lần nữa chúng ta thấy rằng cái việc tầm soát một số những cái bệnh, ngoài những cái bệnh di truyền ra, thì một số những cái bệnh nhiễm ở cái người phụ nữ chuẩn bị mang thai và trong thời gian mang thai là rất quan trọng. Bởi vì khi mà những cái tác nhân gây bệnh này nó nhiễm vào cái giai đoạn bào thai thì nó gây nên những cái hậu quả đôi khi là lớn hơn gấp nhiều lần nếu mà nhiễm ở một cái người trưởng thành, và lý do là do bào thai cái hệ miễn dịch nó chưa có hoàn chỉnh. Rồi bây giờ hồi nãy mình có nói rồi, có 20% các trường hợp viêm gan B mãn tính thì dần dần nó sẽ tiến thành, nó diễn tiến thành xơ gan và ung thư gan. Thì cái quá trình mà từ cái viêm gan mãn tính chuyển thành xơ gan và ung thư gan thì nó đòi hỏi một cái khoảng thời gian rất là dài, có thể là 10 năm, 20 năm, thậm chí 40, 50 năm. Thì cái quá trình này tại sao nó lại dài như thế là bởi vì chúng ta biết rằng cái lá gan của mình là một trong những cái cơ quan mà nó có khả năng bù trừ rất là lớn. Và khi mà con virus nó tấn công tế bào gan, nó làm cho tế bào gan bị chết, và sự hoại tử tế bào gan lâu ngày nó sẽ tạo thành những cái mô xơ trong cái lá gan, và đồng thời tới một lúc nào đó khi mà số lượng tế bào gan bị hoại tử, bị chết nó quá nhiều, và những cái tế bào gan còn lành mạnh nó không có gánh vác hết cái chức năng của lá gan, thì lúc đó sẽ xuất hiện cái triệu chứng suy tế bào gan cũng như là những cái triệu chứng của xơ gan. Ngoài ra thì ở cái bài đại cương virus cô đã nói rồi là virus nó có khả năng tồn tại bên trong tế bào và thậm chí là bên trong nhân tế bào, ở đây cụ thể là bên trong nhân tế bào gan, và sự tương tác của bộ gen virus với bộ gan và bộ gen của tế bào gan nó gây nên đột biến tế bào gan, và đó là nguyên nhân gây nên ung thư tế bào gan khi nhiễm virus viêm gan. Về mặt dịch tễ học thì cái tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B trên thế giới nó khác nhau, và người ta chia ra là nếu mà những cái vùng nào mà nhiễm từ 8% trở lên á, thì gọi là nhiễm cao, thì Việt Nam của mình là nằm trong cái vùng mà nhiễm cao có tô màu đỏ đây ha. Rồi những cái vùng mà nhiễm từ 2 tới dưới 8% là nhiễm trung bình, và dưới 2% là nhiễm thấp. Bây giờ chúng ta qua cái phần chẩn đoán thì chẩn đoán virus viêm gan B đó, mình có những cái kỹ thuật chẩn đoán. Cái kỹ thuật chẩn đoán mà phổ biến nhất đó là xét nghiệm huyết thanh học, là chỉ cần lấy máu để xét nghiệm. Thì xét nghiệm huyết thanh học người ta dựa vào bốn cái mặt cơ này, trong đó ba cái mặt cơ là HBsAg, anti-HBs và anti-HBc là dùng để chẩn đoán cái tình trạng nhiễm. Còn cái mặt cơ HBeAg là cái mặt cơ dùng để tiên lượng coi là cái con virus này nó có đang tăng sinh mạnh hay không. Thí dụ như mình chẩn đoán, mình xác định cái người này đang nhiễm virus viêm gan B, nhưng mà mình xét nghiệm cái HBeAg nó âm tính thì chứng tỏ là nhiễm, nhưng con virus này nó đang hoạt động rất là yếu hoặc là nó ở cái thể ngủ. Và thường thì những cái người mà có cái kháng nguyên HBeAg thì cái men gan rất là thấp, tức là virus nó có hiện diện trong máu nhưng mà mật độ virus thấp. Tuy nhiên thì sau này người ta lại phát hiện là có một số những cái người mà mang cái con virus nó có đột biến một cái gen nào đó làm cho không xuất hiện được cái kháng nguyên HBeAg đó. Cái xét nghiệm thứ hai là xét nghiệm PCR, mình sẽ tìm cái axit nucleic, tức là cái ADN của con virus này ở trong máu. Đây là hai cái xét nghiệm ha. Và đây là cái bảng biện luận cái các cái mặt cơ.
Thì hồi nãy mình đã làm bài tập cái phần này rồi ha, cho nên là cô nhắc lại để mình hiểu rõ cái chẩn đoán viêm gan thì các em phải mình về mình ngồi mình xem lại cái sơ đồ ha, sơ đồ hồi nãy đó. Rồi thì các em để ý cái trình tự xuất hiện và những cái tình huống, những cái bài tập nhỏ hồi nãy cô với các em đã cùng làm những cái bài tập nhỏ đó để mà mình hiểu ha. Về phòng bệnh và điều trị thì về phòng bệnh thì may mắn là cái virus này đã có vaccine phòng bệnh. Và ở đây thì cô nhắc là viêm gan B cùng với viêm gan C, HIV và một số những cái bệnh lây nhiễm theo đường máu nữa, nó là yếu tố nguy cơ của tất cả những cái người làm trong lĩnh vực y tế. Cho nên là khi chúng ta là nhân viên y tế thì chúng ta phải rất thận trọng. Tuy nhiên thì rất nhiều những cái tác nhân gây bệnh lây theo đường máu á, mà chúng ta có khả năng bị nhiễm do tai nạn nghề nghiệp thì lại chưa có vaccine phòng bệnh. Cho nên là nếu mà cái bệnh nào mà có vaccine phòng bệnh thì chúng ta phải lập tức đi tiêm ngừa. Thì đó là virus viêm gan B. Trong khi là HIV và viêm gan C là chưa có vaccine. À, cho nên là các em, chỗ này cô nói thêm một chút ha. Thì ở thế hệ các em đó thì hầu như là tất cả các em khi mới sinh ra đã được tiêm ngừa viêm gan B. Tuy nhiên là cái chuyện mình tiêm ngừa đó rồi sau đó mình có miễn dịch tốt hay không, và bây giờ thì các em đã 19, 20, hơn 20 tuổi rồi thì liệu rằng cái miễn dịch đó nó còn tồn tại hay không thì mình không biết, mà bây giờ mình lại là học ngành y, mình trở thành nhân viên y tế thì mình phải chuẩn bị cái miễn dịch với cái tác nhân gây bệnh này. Cho nên là các em phải đi xét nghiệm. Xét nghiệm cái gì thì nãy mình mới học rồi. Mình phải đi xét nghiệm HBsAg và anti-HBs ha. Rồi, và như vậy thì như những cái bài tập nhỏ hồi nãy khi mà xét nghiệm về thì các em học cái bài này rồi thì tự mình sẽ biết được là trong cái kết quả, đối với từng cái kết quả xét nghiệm thì mình ở trong tình trạng nào, mình có cần tiêm ngừa hay không hay như thế nào. Tuy nhiên thì các em đi xét nghiệm, thứ nhất là mình kiểm tra coi là mình đã tiêm ngừa rồi đó thì bây giờ miễn dịch mình có hay không. Còn nếu mà không có miễn dịch thì mình phải tiêm ngừa lại nha. Và khi các em đi xét nghiệm như thế đó thì nếu như bạn nào về mà mình chưa có đủ tự tin để mình có thể kết luận là mình đang ở tình trạng nào thì các em cứ liên hệ với cô ha, gọi điện nhắn tin email cho cô kết quả của em xét nghiệm như thế này em phải làm cái gì tiếp theo thì các em cứ liên hệ hỏi cô sẽ tư vấn cho ha. Tất cả các em đều phải đi kiểm tra lại cái miễn dịch đối với virus viêm gan B nha. Về điều trị thì đối với virus viêm gan B hiện nay chúng ta đã có phương pháp điều trị, đó là thuốc kháng virus ha. Và cái thứ hai là trong quá trình viêm gan thì mình điều trị triệu chứng, thí dụ như là mình dùng thuốc hạ men gan, rồi thì những cái thuốc mà gọi là bảo vệ tế bào gan. Thì ở đây cô nói về cái thuốc kháng virus, thì cái thuốc kháng virus đối với virus viêm gan B đó thì nó diệt virus trong máu và trong tế bào gan. Nhưng mà nó sẽ có một cái giai đoạn trong cái quá trình tổng hợp virus á, thì cái ADN của cái con virus viêm gan B nó nằm trong nhân tế bào gan, thì ở cái giai đoạn đó là cái thuốc kháng virus của mình không thể nào tiêu diệt được. Cho nên cho tới thời điểm hiện nay thì trong cái điều trị viêm gan B đó, cái kết quả của nó chỉ giới hạn ở chỗ là làm giảm cái mật độ virus ở trong máu để kéo dài cái thời gian từ lúc mà bị nhiễm cho tới lúc gây ra biến chứng, kéo dài cái thời gian đó càng dài càng tốt, chứ còn chưa có cái thuốc nào có thể điều trị sạch virus ở bên trong tế bào gan. Vì vậy thì nó có một cái nguyên tắc nữa là sau khi mình điều trị một cái người nào đó mình gọi là đã thành công rồi thì mình phải hiểu rằng thành công có nghĩa là mình đã ức chế được virus ở cái mức rất rất thấp mà thậm chí là xét nghiệm của mình cũng âm tính đó. Nhưng mà mình phải hiểu rằng là cái mầm bệnh nó vẫn còn bên trong tế bào gan của các bệnh nhân đó. Và như vậy thì khi mầm bệnh nó vẫn còn thì nó có nghĩa là nó có thể bộc phát lên bất cứ lúc nào. Cho nên ở một cái người mà đã được điều trị viêm gan B thì người ta phải thường xuyên định kỳ, sau đó ví dụ như mới điều trị xong thì mỗi 6 tháng người ta phải đi xét nghiệm kiểm tra lại để coi virus nó có bùng phát vậy hay không. Và sau đó nếu mà kiểm tra 1 năm 2 năm mình thấy là ổn rồi thì mình sẽ giãn cái thời gian đó ra, mỗi năm mình phải đi xét nghiệm lại một lần. Lý do là như thế ha. Rồi, bây giờ đó là virus viêm gan B.
Bây giờ mình qua cái con thứ ba là virus viêm gan C, HCV. Thì cái con virus này nó lại thuộc một cái họ khác nữa, đó là Flaviviridae. Virus này nó có kích thước lớn hơn cái con virus viêm gan B mà mình vừa nói. Tất cả những virus viêm gan đều có hình cầu hết. Bộ gen của nó là ARN. Virus này có màng bọc. Khi mà nói virus có màng bọc, tức là có cái lớp vỏ envelope, thì mình sẽ biết rằng là cái sức đề kháng của nó kém, nó nhạy cảm với ete. Virus này nó có 6 genotype, 90 thứ tiếp khác nhau. Tuy nhiên thì trong 6 cái genotype này thì nó có 3 cái genotype phổ biến, đó là 1, 2 và 6. Virus này mình không có nuôi cấy được. Và về sức đề kháng thì như cô đã nói là bởi vì nó có envelope cho nên nó sẽ nhạy cảm với ete rồi các cái dung dịch sát khuẩn khác, ví dụ như là chloroform, dung môi hữu cơ, các cái chất tẩy, và nó sẽ bị tiêu diệt ở nhiệt độ 80 độ C. Thì cũng giống như là virus viêm gan A, virus viêm gan C nó chỉ có một tiếp kháng nguyên thôi, đó là HCVAG, một kháng nguyên duy nhất. Về khả năng gây bệnh thì virus viêm gan C này nó giống hệt như virus viêm gan B ha, lây theo đường máu, tình dục mẹ sang con. Và virus này nó cũng tăng sinh trong tế bào gan rồi lưu hành trong máu. Thời gian ủ bệnh của nó thì ngắn hơn so với virus viêm gan nãy, từ 6 tới 7 tuần thôi. Và ở đây đó thì về mặt khả năng gây bệnh đó thì cô cũng muốn các em nhìn lên cái sơ đồ này. Sơ đồ này thì không có trong giáo trình. Tới cái khả năng gây bệnh thì cô muốn phân tích thêm chỗ này. Các em có nhìn thấy rõ cái sơ đồ không các em? Rõ không? Bây giờ nhiễm HCV đó thì cái tiên lượng giữa nhiễm ở trẻ em và người lớn nó không khác nhau, cho nên ở đây trên sơ đồ này mình không có phân biệt là trẻ em hay người lớn. Thì khi mà nhiễm virus viêm gan C thì mình có 25% là sẽ tự khỏi, trong khi gây viêm gan C chỉ có 25% thôi, mà có tới 75%, tức là 3 phần tư các trường hợp là sẽ chuyển thành viêm gan mãn tính. Thành ra như thế thì các em thấy rằng là người ta nói là nhiễm HCV đó nó nguyên nhiễm HBV là rồi. Bây giờ trong số những cái bệnh nhân chuyển thành viêm gan C mãn tính thì sẽ có 20% là đưa tới biến chứng xơ gan và ung thư gan. Thế thì ở đây người ta cũng nói rằng là nhiễm HCV nguy hiểm hơn HBV, thì nguy hiểm ở chỗ nào? Đó là 25% tiến tới xơ gan và ung thư gan này là hai xin lỗi 20%, thì 20% này là của 75% số người bị nhiễm. Trong khi ở virus viêm gan B là trăm này của 10% số mạng tính. Đó, các em thấy là cái con số nó sẽ khác biệt ở chỗ đó. Vì mặt dịch tễ học thì người ta cũng chia ra các cái vùng với cái tỷ lệ nhiễm khác nhau trên thế giới ha. Rồi về mặt chẩn đoán thì virus này nó chỉ có một cái kháng nguyên thôi. Thế thì khi mà nhiễm vào cơ thể thì cơ thể sẽ tạo ra một cái lại tương ứng, đó là CV HCV. Thế thì mình sẽ dựa vào cái kháng thể này để chẩn đoán. Thì hiện nay để chẩn đoán viêm gan C mình chỉ có một cái xét nghiệm huyết thanh học duy nhất là tìm anti-HCV trong máu. Mình không có cái xét nghiệm để tìm là HCVAG, mình không có cái xét nghiệm đó, mà mình chỉ tìm được cái kháng thể thôi. Thế thì cái người nào mà anti-HCV dương tính thì bị nhiễm, nhưng mà âm tính thì mình có loại trừ không các em? Như cô nói nãy, âm tính có thể là không nhiễm nhưng cũng có thể là nhiễm nhưng chưa có kháng thể ha. Rồi, và cái xét nghiệm để xác định là mình sẽ xét nghiệm PCR tìm cái ARN HCV trong máu của bệnh nhân, đây là cái xét nghiệm xác định. Ở đây cô nói thêm cái xét nghiệm PCR này đối với viêm gan B và viêm gan C thì chúng ta thấy rằng cái mật độ virus ở trong máu nó sẽ liên quan tới tiên lượng bệnh. Nếu một cái người nào đó mà là không cần điều trị, nhưng nếu mật độ virus ở trong máu cao thì cần phải điều trị. Đấy. Mình xét nghiệm để biết là có virus trong máu hay không.
Nhưng mà bây giờ thường thì người ta sẽ làm cái xét nghiệm real time PCR, tức là xét nghiệm PCR định lượng. Thì sau khi tìm được virus rồi thì cái xét nghiệm này nó còn đếm cho chúng ta biết được cái mật độ virus là bao nhiêu con virus trong 1 ml máu. À, thì đối với viêm gan B và viêm gan C thì trong cái quá trình theo dõi đó thì cái xét nghiệm định lượng này là một trong những cái xét nghiệm quan trọng để người ta biết được là cái mật độ virus trong máu nó tăng giảm như thế nào. Và cái thứ hai khi điều người ta cũng phải làm lượng này để người ta biết được là nếu trong quá trình điều trị mà làm các cái xét nghiệm định lượng này người ta thấy là virus trong máu nó cứ giảm dần, điều đó có nghĩa là bệnh nhân có đáp ứng với điều trị. Còn nếu mà điều trị mà cái mật độ virus ở trong máu nó cứ như thế hoặc là thậm chí thì người ta phải xem xét lại vấn đề là virus nó kháng thuốc, người ta phải đổi thuốc hay là như thế nào ha. Về mặt phòng thì một cái điều không may cho là cái mầm bệnh này chưa có vaccine phòng bệnh ha, chúng ta chưa có vaccine phòng bệnh. Tuy nhiên thì trong điều trị đó thì chúng ta có dùng thuốc kháng virus và cái thứ hai là chúng ta dùng cái interferon, gamma interferon. Trong điều trị viêm gan C thì có khoảng 50% các trường hợp là mình có thể điều trị khỏi bệnh hoàn toàn. Nó khác với viêm gan. Rồi tất cả viêm gan B là chúng ta đều không có thể nào điều trị mầm bệnh. Nhưng ở đây, đối với viêm gan C thì mình có 50% là mình có thể điều trị hết hoàn toàn. Nha. Tuy nhiên thì cái phần này cô nói thêm một chút, mai mốt các em học điều trị thì mình sẽ học điều trị bằng interferon này đó, thì nó có một cái tác dụng, cái thuốc này nó nhiều tác dụng phụ lắm các em, mà cái tác dụng phụ mà người ta sợ nhất là trầm cảm. Trầm cảm nó có nhiều mức độ khác nhau và mức độ nặng nhất là bệnh nhân có hướng tự tử. Còn cái có em nào đã từng bị cảm cúm chưa? Có bạn nào đã từng có cái trải nghiệm là bị cảm cúm chưa các em? Có chưa?